Phi lưu tiểu thuyết võng độc nhất vô nhị ký hợp đồng tiểu thuyết. Tống Vũ Đại Minh Ta, cẩm y vệ, sờ thi biến cường, thẩm ngôn xuyên qua đến một cái xa lạ Đại Minh. Nơi này vừa có cẩm y vệ, phiên tử đông tây xưởng, sáu cánh cửa, đồng thời lại có tất cả nhân vật võ hiệp. Mà thẩm ngôn, lại trở thành một tiểu giáo úy tầng dưới chót của cẩm y vệ. Đạt được hệ thống sờ thi mạnh nhất. Ngươi sờ thi thể của Bạch Vân thành chủ dịp cô thành, đạt được một giáp nội công thiên ngoại phi tiên tuyệt học bạch ngọc tuổi mười bình ngươi sờ vào xá lợi tử của tổ sư đạt ma thiếu lâm đạt được nội công trăm năm tượng phật đà một cây sậy qua sông ngươi sờ soạn một chút đại minh hoàng đế thi thể thu được long uy ngự nữ cửu thuật hoàng kim một trăm vạn lượng ngươi sống sờ được không ngươi sờ soạn tiêu giao tử một chút hắn ban ban cho ngươi ba quyền cũng ném ngươi ra ngoài tiêu giao cung Ngươi sờ soạn một chút hoàng dung, thiên hạ cái ban đệ tử, thề đuổi giết ngươi ba ngàn dặm. Ngươi sờ soạn tiểu long nữ một chút, nàng thẹn thùng cười, yên lặng cúi đầu. Ngươi sờ soạn ba ngàn giặc qua, bọn họ nhất thời hóa thành một đống thi thể. Ngươi sờ soạn bắt cương hàm hương công chúa, tây bắc biên cương ba ngàn dặm, phản loạn bình ổn. Mạng tiểu thuyết phi lương nhắc nhở ngài. Bản tiểu thuyết cùng nhân vật chỉ là hư cấu, nếu có giống nhau, chỉ là trùng hợp chớ bắt trước. Chương 1 Tối cường sờ thi hệ thống, cầu hoa tươi, cầu thu. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đại Minh, Kinh Thành Trước cửa một ngôi nhà gạch xanh ngói xanh. Hẳn là nơi này. Cẩm y vệ lùng mặt phi ngư phục, lưng đeo tú xuân đao, nói với đồng bạn. Trạch viện không tồi. Thẩm ngôn nhìn căn nhà nhỏ u tĩnh này, nhất thời sinh lòng hâm mộ. Khác xuyên việc giả, hoặc là xuyên qua thành khí phách tuyệt luân hoàng thân quý tộc. Hoặc là cả người tản ra khí tức của vương bác, anh hùng thiên hạ tất cả đều đến đầu nhập hùng chủ. Mà hắn, thẩm ngôn, lại xuyên qua đến một cái xa là đại minh. Trở thành giáo úy có địa vị thấp nhất trong cẩm y vệ. Sở dĩ nói đại minh này xa lạ. Là bởi vì, nó vừa có cẩm y vệ trong lịch sử người người nói chuyện hổ biến sắc, phiên tử xưởng đông tây cũng có đao quan kiếm ảnh, ân oán tình cừu giang hồ. Có lúc thẩm ngôn ngẫm lại. Hắn tuy là giáo úy có địa vị thấp nhất cẩm y vệ, nhưng tốt xấu gì cũng là nhân viên công vụ đại minh chính thức. Áo cơm không lo, không ai dám trêu chọc hắn. Thế là đủ rồi. Thẩm ngôn, thẩm ngôn. Nghe Cao Dũng gọi hắn, lúc này thẩm ngôn mới lấy lại tinh thần. Em không sao chứ? Không sao, chỉ là cảm thán khi nào, ta mới có thể mua được trạch viện như vậy tô ngôn lộ ra vẻ cực kỳ hâm mộ ha ha chờ ngươi lên tới tổng kỳ hẳn là có thể cao dũng cười vang một tiếng sau đó liền đẩy cửa đi vào trong trạch viện một trung niên nhân dáng người khôi ngô có chút uy vũ lập tức nghênh đón hai vị đại nhân các ngươi rốt cục đã tới cao dũng thần sắc ngưng trọng vẻ mặt nghiêm túc vương tiêu đầu thi thể còn ở bên trong có có đi cao dũng dẫn đầu thẩm ngôn lặng lẽ đi theo phía sau trên mặt đất của nội thất là thi thể của một nam nhân trẻ tuổi mặc đồ đen che mặt hai vị đại nhân đây chính là thi thể của tên đạo tặc hái hoa kia vương tiêu đầu chỉ vào thi thể trên mặt đất cơn giận còn chưa tiêu nói ha ha tên đạo tặc hái hoa này thật xui xẻo lại hái được vào nhà vương tiêu đầu rồi cao dũng nhẹ nhàng cười tiến lên đá cái thi thể kia một cái vương tiêu đầu nếu doãn tiểu kỳ đã phân phó việc này hai huynh đệ chúng ta nhất định sẽ làm cho ngươi vương tiêu đầu là người từng trải nghe xong lời này sao lại không biết có ý gì hắn cuống quýt lấy ra một thỏi bạc mười lượng hai tay dâng lên vậy đa tạ hai vị đại nhân thôi được thôi được vương tiêu đầu khách khí rồi thần sắc nghiêm túc ngưng trọng của cao dũng lập tức vui vẻ ra mặt cậu và doãn tiểu kỳ chúng tôi là bạn đó chính là bạn của anh em chúng tôi sau đó cao dũng lại chuyển sang thẩm ngôn nào chúng ta dọn vào trong viện xử lý đi được thẩm ngôn vừa chạm vào cổ thi thể kia bên tai hắn lập tức nghe được một thanh âm dễ nghe chúc mừng chủ nhân hệ thống sờ thi mạnh nhất kích hoạt nghe được thanh âm này thẩm ngôn kích động thiếu chút nữa khóc lên ngón tay vàng của lão tử rốt cục đã đến sổ sách. Bất quá, hệ thống sờ thi mạnh nhất này là cái quỷ gì? Ngươi chạm vào thi thể vương hoa, hấp thu một phần ba nội công. Ngươi chạm vào thi thể vương hoa, kế thừa võ đang kiếm pháp. Ngươi chạm vào thi thể vương hoa, lấy được ngọc bội hoa điên. Thẩm ngôn rốt cục hiểu được cái này mạnh nhất sờ thi hệ thống là chuyện gì xảy ra. Ha ha, hệ thống này của lão tử có chút quỷ dị. Nhưng vẫn rất tốt. Hôm nay, hấp thu một phần ba nội công của Vương Hoa, hắn lập tức đột phá đến cảnh giới nhập lưu. Vô luận là khí lực hay là tinh thần lực đều tăng cường rất nhiều. Tuy rằng cùng những cao thủ chân chính kia vẫn là cách biệt một trời một vực. Nhưng hắn cuối cùng cũng bước ra bước đầu tiên của vạn dặm trường chinh. Phải biết rằng Cao Dũng tên này, tại 30 tuổi thời điểm, mới đạt tới nhập lưu cảnh giới. Cảnh giới nhập lưu, trong giang hồ, tục xưng cao thủ tam lưu thẩm ngôn và cao dũng đem cổ thi thể kia ném vào trong sân lấy ra một tờ giấy màu bạc tùy ý bày ra sau đó lại đem thi thể thả lên ở trên thi thể tùy ý vẫy một ít bột phấn lấp lánh một trận ánh lửa chói mắt hiện lên cổ thi thể kia liền hóa thành một đống bột phấn thẩm ngôn thấy vậy không khỏi cảm thán nói bột độc lân này bảo vệ môi trường hơn nhiều so với phần hóa thi của vi tiểu bảo cao dũng ở một bên nghe được cái tên này sắc mặt không khỏi đại biến anh ta nhìn xung quanh trong sự sợ hãi thấp giọng quát thẩm ngôn ngươi không muốn sống nữa đại danh vi công công của đông xưởng ngươi cũng dám gọi thẳng thẩm ngôn cười khổ không thôi vừa rồi nhất thời sơ ý hắn lại đã quên đây là một cái tống võ thế giới kiếp trước những nhân vật võ hiệp kia đều là tồn tại chân thật hắn ở thế giới này đã gặp qua mấy cái ví dụ như tứ đại danh bộ của lục phiến môn. Thiết thủ, vô tình, máu lạnh, truy mệnh. Chỉ là không nghĩ tới, vi tiểu bảo lại là đại tổng quản đông xưởng Cũng không biết hắn là thái giám thật hay là thái giám giả. Sau khi hai người ra khỏi nhà, ở bên cạnh một cây cầu hình vòm, Cao Dũng đem cho cốt bao bọc kia, rải xuống sông. Thẩm ngôn, cậu còn chưa hoàn toàn khôi phục lại sao? Cao Dũng có chút lo lắng nói khôi phục rồi chỉ là khụ khụ chỉ là một đoạn ngắn có chút mơ hồ thẩm ngôn biết hắn đang nói về vi tiểu bảo sau này nói ít nhìn nhiều sau khi cao dũng nhắc nhở hắn trên mặt lộ ra vẻ tươi cười nào chia của rồi chỉ thấy hắn lấy ra thỏi bạc kia trên tay nổi lên bạch quan nhàn nhạt nhẹ nhàng bấm một cái thỏi bạc kia chia đều hai khối mỗi người năm lượng xem như phát tài thẩm ngôn cũng không cự tuyệt nhận lấy nửa thỏi bạc nhỏ giọng nói đây thật sự là hái hoa tặc sao cao dũng nhìn hắn thật sâu thi thể kia tên là vương hoa là con trai của ông chủ cửa hàng tạp hóa phía nam thành phố đệ tử ký danh võ đan phong lưu phóng khoáng luôn luôn tự xưng là trộm tâm tặc mà trạch viện vừa rồi chính là tiểu thiếp mới nạp của vương tiêu đầu hiện tại ngươi hiểu chưa vô luận hắn có phải là hái hoa tặc hay không nhưng hiện tại đã là đây chính là cẩm y vệ hoàn quyền đặc quyền tiền cảm hậu tấu thẩm ngôn xem như đã hiểu luật trừng nếu không muốn trở thành vương hoa kế tiếp như vậy chỉ có thực lực sức mạnh là gì một là thân phận địa vị như hắn cùng cao dũng cho dù chỉ là tam lưu cảnh giới mới vừa nhập lưu cao thủ thuận phong tiêu cục nhị lưu đỉnh phong cảnh vương tiêu đầu nhìn thấy hai người bọn họ cũng là cung kính kính khuôn mặt tươi cười để làm gì bởi vì thân phận của bọn họ là cẩm y vệ vì sao cẩm y vệ không sợ trời không sợ đất ngay cả tên vi tiểu bảo cũng không dám nhắc tới bởi vì ông nội nuôi của vi tiểu bảo là trong hoàng cung vị kia giống như thần tồn tại không biết sống bao nhiêu tuổi hầu hạ mấy đời hoàng đế tam bảo thái giám nếu không vi tiểu bảo cũng không thể còn nhỏ tuổi đã có thể trưởng quản toàn bộ đông xưởng. Đây chính là thân phận địa vị trên thực lực khác biệt. Thứ hai, thứ hai, chính là cảnh giới thực lực. Hoàng đế Võ Uy Đại Minh từng nghe nói tiêu giao cung có một quả thần đang có thể gia tăng một giáp thọ nguyên. liền phái cẩm y về chỉ huy sứ đi đòi lấy viên thần đang kia. Kết quả bọn họ ở tiêu giao cung trước cửa núi, một khối nhỏ địa phương đảo vào mấy ngày, chính là đi không ra ngoài cuối cùng, vẫn là tiêu giao cung đệ tử đi ra, đem bọn họ đưa ra ngoài. Võ uy hoàng đế dưới cơn nóng giận, muốn phái đại quân thảo phạt. Đêm đó, chủ nhân tiêu giao cung tiêu giao tử, liền đi hoàng cung tìm thái giám tam bảo uống một bữa rượu. Đến lúc này, võ uy hoàng đế cũng không có chủ ý đánh qua tiêu giao cung. Đây chính là thực lực cảnh giới. Chương 2 Dịp Cô Thành, Tây Môn suy tuyết tới Kinh Thành bạn đang nghe tại truyện chấm audio hiện tại thẩm ngôn cũng chỉ có thể xem như có chút thực lực mà thôi địa vị thân phận cẩm y vệ đại minh cảnh giới tu vi tam lưu cao thủ nhưng nếu muốn sống thoải mái trong thế giới này như vậy còn xa mới đủ làm thế nào để tăng sức mạnh của mình nhanh chóng bắt đầu từ việc thay đổi trạng thái nhận dạng không bối cảnh không tiền cái này tạm thời không thể thực hiện được cho nên chỉ có thể bắt đầu từ tu vi vũ lực hiện giờ hắn có ngón tay vàng bên người còn sợ khó có thể đột phá võ công cảnh giới sao bất quá cái này mạnh nhất sờ thi hệ thống có phải hay không có điểm quá hố cha muốn tăng lên võ công tu vi chỉ có thể dựa vào sờ thi tốt nhất là loại thi thể cao thủ này đương nhiên cái này cần bàn bạc kỹ hơn đúng rồi cao đại ca ngươi xem đây là cái gì thẩm ngôn lấy ra một khối ngọc bội hướng cao dũng nói thông qua mấy ngày ở chung thẩm ngôn phát hiện trong cẩm y vệ cũng chỉ có cao dũng có quan hệ tốt với hắn thường xuyên chiếu cố hắn hơn nữa e quy của cao dũng khá cao thái độ làm người khéo đưa đẩy năng lực xuất chúng phương pháp rộng làm tốt quan hệ với hắn tuyệt đối không sai ngọc hòa điền từ đâu tới Cao Dũng kích động nói. Phải biết rằng một ngọc bội hòa điền thượng đẳng như vậy, ít nhất đáng giá một trăm lượng bạc. Sờ từ trên người vương hoa. Ha ha, tiểu tử ngươi trải qua một hồi bệnh nặng, cũng thông minh hơn một chút. Ta làm sao lại không nghĩ tới? Cao Dũng có chút ngoài ý muốn cùng kinh hỉ. Đi, chúng ta bán đi chia đều. Thẩm ngôn cười nói. Đây. Là vận khí của ngươi, ta sao lại không biết xấu hổ cao dũng lắc đầu ngươi nếu còn coi ta là huynh đệ cũng đừng nói những lời này nữa thẩm ngôn giả bộ tức giận nói việc xử lý thi thể hôm nay chẳng phải ngươi cũng đưa cho doãn tiểu kỳ hai lượng bạc mới có được sao ha ha đi thôi đừng như đàn bà thẩm ngôn cho hắn một quyền cười nói được vậy ta cảm ơn lão đệ trước cao dũng trong lòng cảm kích không thôi khi thật thẩm ngôn không lấy ra, chính mình cũng không biết còn có miếng ngọc bội hòa điền này. Nhưng hắn vẫn lấy ra, điều này nói rõ hắn, thật sự đủ huynh đệ, đủ nhân nghĩa. Hơn nữa, hắn cũng vừa vặn thiếu một khoản bạc. Sau khi bán ngọc bội hòa điền, hai người kinh hỉ không thôi. Bởi vì, giá cả vượt quá dự đoán của bọn họ. Đương nhiên, có lẽ là bởi vì bọn họ là cẩm y vệ nguyên nhân, cho nên mới cho cao như vậy giá cả mỗi người vừa vặn 70 lượng. Sau khi chia phần số bạc bẩn này, hai người liền chuẩn bị đi tửu lâu hải ăn một bữa. Đúng lúc này, đột nhiên nhìn thấy một đám người, đang vây quanh cửa tửu lâu chỉ trỏ, nghị luận sôi nổi. Ha ha, hôm nay huynh để chúng ta phát tài, làm ăn tới cửa rồi. Cao Dũng Hưng Phấn nói. Bình thường gặp phải loại chuyện này, chỉ cần bọn họ cẩm y vệ trình diện, coi như là tảng đá, cũng có thể cho bọn họ nặng ra chút máu đám người không liên quan tản ra cẩm y vệ làm việc dân chúng vây xem nghe được ba chữ cẩm y vệ bị dọa lập tức tản ra bốn phía thẩm ngôn cao dũng hai người thông suốt đi vào sau phát hiện sáu cánh cửa mật thám đã ở đây con bà nó lần này không dễ làm người của lục phiến môn tới xem ra nhất định liên lụy tới người trong giang hồ cao dũng thất vọng đến cực điểm từ những lời bàn tán của dân chúng xung quanh thẩm ngôn và cao dũng cuối cùng cũng hiểu được đại khái. Thì ra, cao thủ hạng hai chiếc mai thủ đổng vọng có chút danh tiếng ở Kinh Thành, bởi vì sau khi uống say, đụng phải một kiếm khách áo trắng thắng tuyết. Chuyện này vốn không có gì to tác. Nhưng đều là trà trộn giang hồ, đổng vọng ỷ vào thân phận địa đầu xà của mình, liền nói năng lỗ mãn, nhục mạ một tiếng. Nhưng ai biết, chính là một tiếng nhục mạ này, làm cho hắn vứt bỏ tánh mạng. Bạch y kiếm khách, một kiếm liền kết quả chiếc mai thủ đổng vọng sau đó phiêu nhiên rời đi thật xui xẻo gặp phải đám gia hỏa lục phiến môn này nếu không thật sự phải xảo trá lão bản tửu lâu một khoảng cao dũng thở dài vốn tưởng rằng có thể lại phát tài ngoài ý muốn ai ngờ người của lục phiến môn nhanh như vậy đã tới sáu cánh cửa là ba cơ cấu hình bộ đô sát viện đại lý tự liên hợp sáng lập chuyên môn quản lý giang hồ phân tranh, cùng với vụ án nguy hiểm đến triều đình. Bởi vì cẩm y vệ cùng lục phiến môn, ở phương diện phân phối quyền lực, có một bộ phận trùng điệp, thế cho nên song phương trong lúc đó căm thù lẫn nhau, thậm chí phá đám lẫn nhau. Nhị lưu đỉnh phong cao thủ chiếc mai thủ động vọng bị một kiếm miễu sát. Thẩm ngôn nghe được có cơ hội tốt như vậy, sao có thể bỏ qua? Cao đại ca, ta muốn vào xem một chút. Ta nói huynh đệ, ngươi chẳng lẽ không? còn muốn nhìn xem trên cổ thi thể kia có ngọc hòa điền hay không thẩm ngôn lắc đầu nói tôi phát hiện nhìn nhiều thi thể một chút có thể tăng thêm can đảm của tôi ngươi hẳn là biết ta lúc trước có chút cao dũng nhất thời bừng tỉnh đại ngộ thẩm ngôn trước kia quả thật thập phần nhu nhược một bộ túi da tốt ở trong cẩm y vệ ngay cả lực sĩ thành viên ngoài biên chế cũng dám khi nhục hắn nếu không phải chính mình vẫn bảo hộ hắn thật không biết bị khi nhục thành bộ dáng gì mà hiện tại quả thật so với trước kia mạnh hơn rất nhiều tốt ngươi đã nói như vậy vậy đại ca liền thỏa mãn nguyện vọng nhỏ này của ngươi cao dũng gật gật đầu dù sao cũng không phải tranh công lao với người của lục phiến môn chỉ là nhìn cổ thi thể kia mà thôi lão kinh lõi đời cao dũng linh quang chợt lóe trong nháy mắt có chủ ý hắn mang theo thẩm ngôn tùy tiện đi tới thám tử sáu cánh cửa, vừa nhìn là hai giáo úy cẩm y vệ, không khỏi nhíu mày. Lục phiến môn phá án, mời nhân viên không liên quan, nhanh chóng rời đi. Cao Dũng làm sao để bọn họ vào mắt? Ở dưới chân hoàn thành, sẽ không có chuyện gì không liên quan đến cẩm y vệ, cút ngay. Hắn đẩy mật thám sáu cánh cửa trắng trước người ra. Rầm rầm. Một đám mật thám sáu cánh cửa, rút vũ khí ra, súng lại. Lúc này, trong tử lâu truyền ra một tiếng quát lớn. Dừng tay. Một thanh niên cao lớn uy vũ bất phàm đi ra. Người này chính là thiết thủ của một trong tứ đại danh bổ. Thẩm ngôn nhìn thấy người này, trong lòng không khỏi thở dài một hơi. Bởi vì thiết thủ là trong tứ đại danh bộ, tương đối dễ nói chuyện, người này làm người phóng khoáng thẳng thắn hiền hòa hữu lễ. Cao Dũng đương nhiên cũng biết tính cách của thiết thủ. Thiết thủ đại nhân, cẩm y vệ chúng ta đang tìm manh mối về vụ ninja đông doanh ám sát tướng quân chống oa nghe nói nơi đây có án mạng cho nên tới xem thiết thủ tuy rằng trong lòng không có hảo cảm gì với cẩm y vệ nhưng cũng biết đây là chức trách của bọn họ nhân tiện nói người này là bị dịp cô thành giết chết cũng không phải ninja đông doanh gây nên các ngươi có thể đi khi hắn nói xong câu này thẩm ngôn lộ ra vẻ khiếp sợ nam hải Bạch Vân Thành Chủ Thiên ngoại phi tiên, dịp cô thành Hắn tới kinh thành Suy nghĩ một chút, qua vài ngày chính là đêm trăng tròn Chẳng lẽ ở đỉnh tử cấm, thật sự có một hồi đại chiến Chương 3 Tiếp tục đột phá tu vi, tấn thăng nhị lưu cao thủ Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Nam Hải Đảo, Bạch Vân Thành Chủ, dịp cô thành tới Kiếm thần, Tây Môn suy tuyết hẳn là cũng sẽ đến đêm trăng tròn đỉnh tử cấm thẩm ngôn kích động không hiểu bởi vì kết quả trận chiến này hắn đã biết ta nhất định phải sờ thi thể diệt cô thành tuyệt học thiên ngoại phi tiên không phải ta thì còn ai khác thẩm ngôn kích động không hiểu hận không thể đêm nay bọn họ đánh nhau đáng tiếc đêm trăng tròn còn có mấy ngày bất quá lập tức quan trọng nhất là mau chóng tăng lên thực lực của mình mới có thể có cơ hội xem trận quyết đấu giữa kiếm thần đặc sắc tuyệt luân ngày mốt nghĩ tới đây ánh mắt thẩm ngôn càng thêm kiên định thi thể tửu lâu ta nhất định phải sờ xuống thi thể kia khi còn sống chính là thực lực của cao thủ nhị lưu đỉnh phong bất quá thiết thủ của lục phiến môn không chút do dự cự tuyệt bọn họ thẩm ngôn nhẹ giọng nói thiết thủ đại nhân chúng ta chỉ là kiểm tra thực hư một chút miệng vết thương trí mạng của đổng vọng nếu xác định không phải kiếm pháp ninja của Đông Doanh, chúng ta lập tức đi ngay. Kính xin đại nhân cho tiện. Thiết thủ nhìn thoáng qua hai cẩm y vệ, do dự một chút, gật đầu nói. Vào đi. Thẩm ngôn và Cao Dũng nhìn nhau cười, sau đó đi vào tử lâu. Vị trí trung ương tử lâu, nằm một cổ thi thể gầy gò, mắt của hắn vẫn chưa nhắm lại, tựa hồ một khắc sắp chết kia, cũng không thể tin được sẽ bị một kiếm đánh chết tiểu nhân vật này còn không đến mức để dịp cô thành sử dụng thiên ngoại phi tiên, chỉ là một kiếm bình thường. Thiết thủ tự hồ có thể đoán được suy nghĩ trong lòng thẩm ngôn. Quả nhiên, đóng vọng trên thi thể, chỉ có một đạo thoạt nhìn rất bình thường rất nhỏ vết thương, liền máu đều không có chảy ra, từ cái này cũng có thể nhìn ra dịp cô thành có bao nhiêu đáng sợ. Thẩm ngôn đi lên phía trước, ngồi sổng xuống, tay nhẹ nhàng kiểm tra vết thương, làm bộ nghiêm túc quan sát. Ngươi chạm vào thi thể động vọng, hấp thu 2 phần 3 nội công. Cậu chạm vào thi thể động vọng, kế thừa chiếc mai thủ. Ngươi chạm vào thi thể động vọng, thu được 700 lượng ngân phiếu. Cũng trong nháy mắt này, thẩm ngôn cảm thấy trong cơ thể thoát ra một cổ lực lượng cường đại, hắn biết thực lực của mình, lần nữa đột phá. Cảnh giới nhị lưu cao thủ. Phải biết rằng động vọng khi còn sống, chính là thực lực nhị lưu đỉnh phong thẩm ngôn cho dù chỉ hấp thu đi hai phần ba công lực cũng đủ hắn đột phá đến cảnh giới hạn hai đúng vậy trong vòng một canh giờ ngắn ngủi hắn đã liên tiếp đột phá tu vi võ học nếu để cho người ngoài biết tuyệt đối khiếp sợ toàn bộ đại minh hắn kiềm chế kích động trong lòng đứng lên nhìn về phía thiết thủ đại nhân nói rất đúng quả thật không phải kiếm pháp đông doanh quấy rầy thẩm ngôn nói xong chắp tay sau đó mang theo cao dũng rời đi thiết thủ nhìn bóng lưng thẩm ngôn rời đi lắc đầu thở dài ta lại nhìn lầm người này không phải cảnh giới tam lưu mà là cảnh giới nhị lưu đáng tiếc thiếu niên thiên phú tuyệt hảo như vậy lại bị cẩm y vệ mai một sau khi hai người thẩm ngôn rời khỏi tửu lâu cũng không còn tâm tình uống rượu nữa hai người đi đông thành vệ sở hướng bách hộ điểm mão rồi đi ra huynh đệ ngươi từ sau khi khôi phục tốt tính tình cũng đại biến xem ra ngươi thật sự là trưởng thành, Cao Dũng cảm thán cười nói. Thẩm Ngôn gật đầu. đúng vậy, cũng nên trưởng thành. sắp mười tám tuổi rồi, không thể ngây ngốc sống như trước nữa. như thế là tốt nhất. như thế, song thân ngươi qua đời hẳn là sẽ rất vui mừng. sau khi hai người hàng huyên vài câu, liền tới cửa nhà Cao Dũng. hôm nay lão ca có việc, sẽ không mời ngươi về nhà ngồi. chờ ngày mai đi chúng ta lại thống thống khoái khoái uống một trận chúc mừng một chút cao dũng tự hồ thật sự có việc một bộ vừa thấp thỏm lại xen lẫn hưng phấn ta nói cao đại ca ngươi không phải là giống cái kia vương tiêu đầu đồng dạng ở bên ngoài nạp một cái tiểu thiếp đi ta nào dám a à, cẩm y vệ của ta một thân gia chính là cha vợ truyền cho ta cho dù ta có tà tâm cũng không có tạc đảm a à. cao dũng lắc đầu lại nói còn nữa Ngươi tẩu tử võ công so với ta còn cao đâu rồi, ta muốn nói như vậy, nàng còn không đem ta ra cho lột A. À. Ha ha. Ngày mai gặp lại. Sau đó, Cao Dũng liền kích động đi về nhà. Kỳ thật, cho dù Cao Dũng không nói, thẩm ngôn cũng có thể đoán ra đại khái. Đơn giản chính là để cho cha vợ mang theo hắn, đi tìm quan hệ, mưu cái chức vị tiểu kỳ. Dựa theo chức vị đại minh này mà phân chia. Cẩm y vệ chia làm Nam Bắc Trấn Phủ Ti. Nam Trấn Phủ Ti chủ quản quân kỷ, pháp kỷ. Bắc Trấn Phủ Ti, còn lại là chuyên ti chiếu ngục, có thể tự mình chấp hành bắt bớ, hình trinh, thẩm vấn các loại, hơn nữa, có được chính mình chiếu ngục. Là cả đại minh, nhà môn nói chuyện hộ biến sắc. Mà thẩm ngôn, Cao Dũng chính là giáo úy cấp thấp nhất của cẩm y vệ Bắc Trấn Phủ Ti. Chỉ cần tiến thêm một bước, thì chính là lá cờ nhỏ. Tiểu kỳ, chức quan tuy là từ thất phẩm, nhưng cũng chính thức bước vào quan giai. Theo lý thuyết, cao dũng vô luận là tư lịch hay là năng lực, sớm đã đủ thăng chức tiểu kỳ. Đáng tiếc, lúc trước bởi vì mẫu thân bệnh nặng nhiều năm, hơn nữa trong nhà một nhà già trẻ, đều dựa vào hắn điểm này bỗng lộc, thế cho nên hắn căn bản là không có tiền, hiếu kính thượng quan. Lần trì hoãn này, liền hơn 30 tuổi. Mắt thấy đồng thời tiến vào cẩm y vệ huynh đệ, từng cái đã sớm tiểu kỳ, hoặc là tổng kỳ, hắn còn tại chỗ dậm chân. Không, hắn bắt đầu sốt ruột. Lập tức chức vị vệ sở lại có biến động, lúc này hắn mới bắt đầu hạ quyết tâm, động một chút. Thẩm ngôn lắc đầu cười cười, liền đi về phía tiểu viện đổ nát của mình. Dọc theo đường đi, dân chúng bình thường, thương nhân, thậm chí là giang hồ du hiệp, nhìn thấy hắn thân này phi ngư phục, nhào nhào tránh né. Không ai dám ngăn cản về đến nhà, thẩm ngôn thay thường phục, vội vàng ra cửa. Tu luyện. Cả đời này đều không thể tu luyện. Ta sờ thi thể đều có thể tăng lên vài năm, thậm chí 20 năm nội công, ta sẽ phí thời gian đó tu luyện. Sau khi ăn một bữa cơm nhẹ, hắn liền đi sòng bạc gần đó. Tại như vậy một cái giải trí thiếu thốn thời đại, hắn cũng chỉ có thể đi tử quán, trà lâu, sòng bạc tiêu khiển hai thanh. Thanh lâu. Khụ khụ chút ngân lượng này cũng không đủ nghe hoa khôi đàn tấu một khúc. Những loại bột dung chi khác còn chưa đủ ghê tẩm đâu. Hay là đi sòng bạc đi. Ở đây Tam giáo cửu lưu, cái gì cần có đều có, có thể hoàn toàn thể hiện ra vui sướng và thống khổ của chúng sinh. Quan trọng hơn là, Thẩm Ngôn có thể ở chỗ này, tiến thêm một bước hiểu rõ thế giới này. Ai u, Thẩm gia tới rồi, mau mời vào trong bốn đại hán vạm vỡ canh gác sòng bạc nhìn thấy thẩm ngôn lập tức nịnh nọt cười nói. Theo lý thuyết, bằng vào chỗ dựa sau lưng sòng bạc, căn bản cũng không cần nịnh nọt một giáo úy cẩm y vệ. Nhưng cẩm y vệ cuối cùng vẫn là cẩm y vệ, cho dù là một giáo úy, bọn họ có thể không đắc tội sẽ không đắc tội. Nếu không, thời kỳ mấu chốt, lén lút gây trở ngại cho sòng bạc bọn họ, vậy thì không tốt lắm. Còn nữa, ai nói, cẩm y vệ tiểu giáo úy, liền nhất định vĩnh viễn là giáo úy a những người làm ăn này không khéo hơn bất cứ ai chương 4 sòng bạc đi dạo ngẫu nhiên gặp vi tiểu bảo cầu thu bạn đang nghe tại truyện chấm audio thẩm gia mời vào trong người đâu mau cho thẩm gia xem trà coi chừng trà thì nữ xinh đẹp tuyệt trần trong sòng bạc lập tức bưng tới trà ngon thượng đẳng thẩm ngôn bưng nước trà lên uống một ngụm đúng là trà ngon hắn không mua nổi thẩm gia tối nay chơi cái gì một bồi bàn ở một bên cười làm lành nói ngươi đi làm việc đi ta tùy tiện xem một chút được có việc ngài gọi ta bồi bàn rất thông minh lập tức không người lui ra hôm nay thẩm ngôn phát tài cho nên dũng khí cũng đủ đáng tiếc phương thức của sòng bạc này quá ít ngoại trừ bài cửu chính là chấp xuất sắc sắp mở rồi màu tới đặt cược. Theo một tiếng thét to của trang gia, nhất thời lại vây quanh vài người. Một đám người vây quanh cái bàn khổng lồ, suy nghĩ áp lớn hay áp nhỏ. Thẩm ngôn nhìn một chút, sau đó liền đánh mất một nén bạc, áp tiểu. Kết quả sau khi mở, thật đúng là vận khí không tệ. Thắng năm lượng. Nhất thời, hứng thú của thẩm ngôn bị điều chỉnh. Đây thật đúng là địa phương tốt để thả lỏng giải trí, khó trách tam giáo cửu lưu, từ thiên hoàng quý tộc cho tới người buôn bán nhỏ, đều thích tới nơi này. Bởi vì chỉ có lúc ở chỗ này, thân phận của mọi người mới là bình đẳng. Gia gia ngươi, hôm nay lão tử xui xẻo như vậy sao? Thu nhiều thắng ít. Một cái quần áo bình thường, thoạt nhìn cổ linh tinh quái thiếu niên, tức giận mắng thẳng da. Lại đến. Ta còn muốn áp lớn. Thiếu niên gầy gò kia, nói xong, liền trực tiếp xuất ra hai mươi lượng bạc, lần nữa áp lớn mà nhà cái cũng lần nữa lắc xúc sắc. sau khi dừng lại các khách đánh bạc đều bắt đầu tiếp tục đặt cược ta đặt cược lớn ta cũng vậy lần này nhất định là lớn đúng đã ra hai lần nhỏ lần này nhất định là lớn thẩm ngôn nhíu mày sau đó lấy ra hai mươi lượng áp tiểu đại 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 lớn a mau lái lớn điều khiến các khách đánh bạc tức giận chính là lần này lại là nhỏ. Thẩm ngôn vô cùng hưng phấn, lại nhận được 60 lượng. Chật chật, kiếm tiền thật là nhanh. Bất quá, hắn cũng biết, đây đều là vận khí mà thôi. Chơi vui vẻ, giải trí một chút là được. Nếu vẫn trầm mê ở đây, nhất định cửa nát nhà tan. Tuyệt đại đa số khách đánh bạc đều không có kết cục tốt, ngoại trừ nhà cái. Gia gia ngươi, sao hôm nay lão tử lại thuộc lòng như vậy nhớ năm đó ta là đỗ vương dương châu a thiếu niên tinh quái kia còn kém nổi trận lôi đình lần này hắn học thông minh chờ cho đến khi các đại lý lắc con xuất sắc trước khi quyết định bên nào tiếp theo trang gia lắc đầu nghe thẩm ngôn sốt ruột không thôi lần này vẫn có người không tin tà áp giải đến đại thiếu niên kia chính là một trong số đó Hôm nay hắn tự hồ bị kích thích tức giận. Gia gia ngươi, ta cũng không tin, ta vẫn đặt cược lớn. Lại qua hai thanh về sau, thiếu niên kia rốt cục thắng được một thanh, kích động không thôi. Mà lúc này, thẩm ngôn đã kiếm được ba trăm lượng. Nhà cái tự hồ cũng thua một ít, liền nghỉ ngơi mười phút. Trong lúc nghỉ ngơi, không ít dân cờ bạc lại nói đến chuyện hôm nay chiếc mai thủ động vọng ở tử lâu bị một kiếm miễu sát. Không ngờ Bạch Vân Thành chủ tới Kinh Thành. Hắn tới làm gì? Không biết, dù sao tất cả mật thám của lục phiến môn, bộ khoái đều xuất động, toàn thành tìm kiếm dịp cô thành. Dưới chân thiên tử, người này càng rỡ như thế, cho dù hắn là kiếm thần tuyệt thế, chỉ sợ cũng không dám lộ diện. Đang lúc mấy người trong giang hồ, đang tán gẫu vui vẻ. Một thanh âm không thích hợp vang lên. Ta nói các vị đại ca, đây là ở sòng bạc, không phải giang hồ, tới nơi này liền hảo hảo chơi, tán gẫu cái gì dịp cô thành A. À. Vì thiếu niên tinh quái kia hừ lạnh một tiếng khiển trách. Mọi người thấy là cái kia thua rất nhiều tiền thiếu niên, cũng không có để ý tới hắn. Thu tiền thua nhiều, khó tránh khỏi tức giận sẽ lớn hơn một chút. Cũng là hợp tình hợp lý. Một bên nghe thẩm ngôn đang cao hứng, thấy đề tài dịp cô thành im bạc, bất đắc dĩ uống một ly nước trà. Tôi nói này, anh bạn, anh thật không đàng hoàng a à. thiếu niên tinh quái kia đi tới bên cạnh thẩm ngôn oán khí mười phần nói nói thế nào thẩm ngôn làm bộ như không biết hắn đang nói gì ngươi đừng giả bộ ngươi xem ta hôm nay vận khí lưng ta hạ bên nào ngươi liền hạ bên kia có phải hay không thẩm ngôn ho nhẹ một tiếng thật đúng là để cho tiểu tử này nói đúng hắn vừa rồi sở dĩ có thể thắng nhiều ngân lượng như vậy thật đúng là như vậy chỉ cần thiếu niên tinh quái này áp lớn vậy hắn liền áp nhỏ chính là không cùng hắn áp cùng một chỗ thiếu niên kia vẫn luôn là thua nhiều thắng ít mà thẩm ngôn lại là thắng nhiều thua ít tuy nhiên khả năng quan sát của thiếu niên này cũng rất mạnh nhiều người như vậy hắn lại có thể nhìn ra dụng ý của mình thật sự là lợi hại không chỉ thông minh hơn nữa còn có nhãn lực ha ha thẩm ngôn cười sang sảng một tiếng che giấu xấu hổ trong lòng làm như vậy quả thật không quá chính xác nhưng thật sự kiếm tiền hơn nữa thật sự làm người ta vui vẻ à ông nội ngươi ngươi còn cười thiếu niên tinh quái kia kêu oa oa thẩm ngôn cũng cảm thấy mình làm có chút quá đáng liền ông vai hắn nói tiểu huynh đệ như vậy đi chúng ta hợp tác phương pháp hợp tác như thế nào thiếu niên tinh quái thần sắc tràn đầy phòng bị ừ như vậy lợi dụng vận may của anh thắng tiền. Chúng ta đôi bên cùng có lợi. Thẩm ngôn thấp giọng nói. Lão ca, ngươi đây là lừa ta sao? Ta vận khí này chỉ biết thua tiền. Thiếu niên kia một bộ ngươi không nên nhìn ta tuổi nhỏ liền gạt ta. Thẩm ngôn tiếp tục giải thích cho hắn. Không phải hôm nay anh xui xẻo sao? Vậy ngươi đặt ít một chút, ta đặt nhiều một chút. Tỷ như ngươi đặt một lượng, ta đặt năm mươi lượng trải qua một phen giải thích này của thẩm ngôn thiếu niên tinh quái lập tức liền hiểu được ý tứ gì ha ha lão ca quả nhiên đa mưu túc trí thiếu niên tinh quái kia cũng sảng khoái lấy ra mấy tờ ngân phiếu đưa cho thẩm ngôn nói hôm nay chỉ còn lại nhiều như vậy thắng chúng ta chia đều được hợp tác vui vẻ hai người vỗ tay thề chính thức triển khai hợp tác một lát sau tân trang gia liền lên sân khấu chính thức bắt đầu cứ như vậy hai người một sướng một hòa một người mỗi lần đặt một hai lượng ba năm lượng một bộ biểu tình ta sắp thua xong một người khác thì là thập phần hào khí năm mươi lượng một trăm lượng đặt lên trên như thế qua một canh giờ trước mặt tô ngôn đã có một sấp ngân phiếu mặt khác khách đánh bạc nhóm cũng nhìn ra một ít môn đạo bởi vì cái kia cổ linh tinh quái thiếu niên hôm nay vận khí thật sự là cổng đến nhà bà ngoại. Đã từng xuất hiện kỷ lục thua liên tục 7 lần. Cho nên, một màn quỷ dị liền xuất hiện. Thiếu niên xui xẻo kia áp lớn, tất cả mọi người chạy sang bên kia áp nhỏ. Hắn áp nhỏ, mọi người lại chạy đến bên kia áp lớn. Mặt trang da đều xanh mét. Bởi vì thiếu niên kia đặt quá ít, tiền trên bàn nhà cái, đều phải thua sạch. Thẩm ngôn biết, đã đến lúc kết thúc nếu không, ông chủ sòng bạc có thể sẽ tức đến ngất xỉu. Chương 5 Hảo huynh đệ, giảng nghĩa khí, cầu lai, like, cầu Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Ông chủ sòng bạc xanh mặt Cái này nhìn như xuất lão thiên, cũng không phải là xuất lão thiên. Hắn đương nhiên có thể nhìn ra, cái kia cẩm y vệ giáo úy thẩm ngôn cùng xui xẻo hài tử đang hợp tác. Lợi dụng vận xui của thiếu niên xui xẻo kia, từ đó đạt tới đôi bên cùng có lợi nhưng vậy thì có thể như thế nào hắn chỉ có thể đánh nát răng nuốt vào trong bụng cũng may thẩm ngôn kia biết điều kịp thời thu tay lại bên ngoài sòng bạc trên đường phố đã tĩnh lặng hai thiếu niên kề vai sát cánh cười cực kỳ vui vẻ ha ha lão ca ta mấy năm nay chưa từng có như thế vui sướng qua thật sự là quá vui vẻ kia cổ linh tinh quái thiếu niên trịnh trọng cười nói ha ha tiểu lão đệ sau này theo ta lăn lộn bảo đảm ngươi thường xuyên có thể tìm được niềm vui thẩm ngôn cười nói được vậy sau này ta sẽ theo lão ca lăn lộn thiếu niên kia trêu tức nói nếu không phải sắc trời quá muộn thế nào cũng phải cùng ngươi chè chén một phen đêm nay tâm tình thẩm ngôn cũng đặc biệt sung sướng thiếu niên này rất phù hợp với tính nết của hắn sau khi hai người đi được một đoạn đường thẩm ngôn biết đã đến lúc chia tay hắn lấy ra một xấp ngân phiếu rút ra một xấp nhiều đưa cho thiếu niên kia hôm nay toàn dựa vào vận khí của ngươi cho nên ngươi lấy đầu to nếu sau này ngươi còn muốn tìm ta chơi cũng không cần cự tuyệt thiếu niên kia tính tình cũng sảng khoái được vậy nghe theo lão ca ta tên là thẩm ngôn nhà ở ngõ hồ tử chỉ cần nói thẩm ngôn sẽ có người dẫn ngươi tìm đến nhà ta nếu là ngươi nhàn rỗi hốt hoảng buổi tối tùy thời tới tìm ta chơi. Thẩm ngôn tiếp tục nói. Ban ngày tôi phải đi làm, buổi tối hẳn là không có việc gì. Thiếu niên kia gật đầu, do dự một chút. Lão ca, ngươi sau này gọi ta là tiểu vi tử là được. Nếu ta rảnh rỗi, chắc chắn sẽ tới tìm ngươi. Lúc này, thẩm ngôn đột nhiên quay đầu, lạnh lùng nói. Lão tử là cẩm y vệ thẩm ngôn, nếu còn muốn mạng chó của các ngươi, cút cho lão tử tiếng mắng này của hắn, vô hình trung sử dụng nội kình của cao thủ hạng hai như hồng chung đại lữ, dọa cho mấy tên côn đồ trong bóng tối chạy trối chết. Tiểu vi tử, nhà ngươi ở đâu, ta đưa ngươi trở về đi. Cũng không biết danh tiếng ta có thể kinh sợ bọn họ hay không. Trầm ngôn cười khổ nói. Mà trên mặt thiếu niên kia ngoại trừ lộ ra một tia ngoài ý muốn, cũng không có gì khác thường. Cẩm y vệ danh tiếng thế nhưng rất lớn, đương nhiên có thể kinh sợ nhà ta cách đây cũng không xa phía trước có xe ngựa đang chờ ta lão ca không cần lo lắng thẩm ngôn gật đầu sau đó lấy ra yêu bài của mình đưa cho hắn nói bất quá ngươi vẫn nên cầm yêu bài của ta cho thỏa đáng luôn có thể dọa được mấy người nhát gan ngày mai ngươi sai người đưa đến cẩm y vệ đông thành vệ sở là được thiếu niên kia gật gật đầu cũng không có cự tuyệt tiếp nhận kia thanh đồng yêu bài sau đó tiêu sái rời đi trên một chiếc xe ngựa xa hoa. Thiếu niên thông minh cổ quái kia, cầm thắt lưng thanh đồng có khắc cẩm y vệ bắt trấn phủ ti giáo úy thẩm ngôn, cười cười. Chú Trịnh, chú nói xem ông ấy có biết cháu là giám đốc xưởng đông xưởng không? Lúc này, một đạo hư ảnh xuất hiện ở trong xe ngựa. Không biết. Vì sao? Thuật dịch dung, thần công súc cốt do ông nội nuôi dạy chỉ sợ cũng chỉ có mấy người tiêu giao tử mới có thể khám phá ra cụ cụ, thuật dịch dung của ta, thần công súc cốt e rằng không bằng một phần vạn của càng gia." Thiếu niên ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong ánh mắt lại tràn ngập tự tin. Cổ Linh Tinh quái thiếu niên đứng lên, hơi hơi động, thân hình của hắn liền cao lên 10 cm. Hắn lấy ra một chiếc khăn tay, lau lên mặt, lộ ra một khuôn mặt thanh niên gầy gò nhưng thanh tú. "Ai, giả làm thiếu niên thật sự là quá khó khăn." Còn nhận lão ca cho mình Vi tiểu bảo ta cũng là ngu xuẩn. Tuy rằng hắn nói như vậy, nhưng trong tay vẫn cầm khối yêu bài thanh đồng kia không buông. Phương thúc, ngươi nói tiểu tử này có phải hay không ngốc a? À, hắn sẽ không cho rằng một cẩm y vệ giáo úy thắt lưng có thể ở kinh thành thông suốt chứ? Vi tiểu bảo lắc đầu cười cười. Hơn nữa, tiểu tử này thật đúng là lớn mật. Hắn chẳng lẽ không biết cẩm y vệ yêu bài không thể tùy ý cho người khác sao? Hư ảnh kia hừ lạnh một tiếng xưởng đốc đại nhân của ta ngươi muốn giúp hắn thì giúp hắn đi đừng diễn trò ở đây vừa nhìn đã biết ngươi đã đồng ý hắn là bạn tốt chí giao khụ khụ lời này chú phương nói vi tiểu bảo cười hắc hắc chủ yếu là cẩm y vệ này quá hắc ám một cao thủ hạng hai lại chỉ là một tiểu giáo úy tên trương bích kia chỉ biết kiếm tiền không được ta phải tìm hắn nói hoàng cung đông xưởng cẩm y vệ đô chỉ huy sứ trương bích mang theo hai ngàn hộ, dục người chạy như điên, đảo mắt đã tới đông xưởng. Xưởng đốc, cẩm y vệ đô chỉ huy sứ chương đại nhân đến rồi. Mời hắn vào. Lúc này vi tiểu bảo đã thay một bộ mãn bào màu đỏ. Thần sắc tối tăm, ánh mắt sắc bén, trong tay thưởng thức ngọc kiện vô giá. Xưởng đốc. Đô chỉ huy sứ cẩm y vệ thấp thỏm bất an chấp tay. Chương đại nhân, mời ngồi. Chỉ huy sứ cao nhất cẩm y vệ, chương bích lại có chút chột dạ xưởng đốc không biết ngài gọi ta không có chuyện gì ghê gớm nghe nói nam bắt trấn phủ ti các ngươi có điều chỉnh sao mấy ngày nay thân thể hoàng thượng khôi phục không ít cần cù chính vụ cẩm y vệ các ngươi làm đau nhọn của bệ hạ ngàn vạn lần không thể gãy vi tiểu bảo nhấp một ngụm nước trà chậm rãi nói lúc này cẩm y vệ đô chỉ huy sứ chương bích nghe xong lời này trên trán đã bắt đầu đổ mồ hôi lạnh xin xưởng đốc yên tâm lần này nam bắc trấn phủ ti điều chỉnh cẩm y vệ chúng ta tuyệt đối sẽ làm được công bằng công chính mặc cho người ta duy hiền ân ừ, vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi vi tiểu bảo gật gật đầu một bộ rất hài lòng dáng vẻ đúng rồi các ngươi cẩm y vệ có một cái tên là trầm ngôn giáo úy cái này cẩm y vệ đô chỉ huy sứ chương bích mồ hôi lạnh chảy ròng trong mắt vị thủ lĩnh cao nhất cẩm y vệ chương bích này, cho dù là cẩm y vệ trăm hộ cũng chỉ là cái rắm, chớ nói chi là tổng kỳ, tiểu kỳ phía dưới, về phần giáo úy tầng dưới chót nhất, đó là rắm cũng không bằng bụi bậm, còn kiến hôi. Hiện tại vị đại hồng nhân vi công công bên cạnh hoàng đế này, lại hỏi đến một nhân vật nhỏ đến không thể nhỏ như vậy. Chẳng lẽ giáo úy này đắc tội hắn? Không, sẽ không, một giáo úy ở trong mắt ta cái rắm cũng không bằng, nào có cơ hội đắc tội xưởng đốc đông xưởng chứ? Các ngươi cẩm y vệ hiện tại đều dùng nhị lưu cảnh giới cao thủ, làm giáo úy sao? Vi tiểu bảo biết, chính mình nếu là không làm rõ, tên ngu xuẩn này là sẽ không rõ ý tứ của mình. Không, xưởng đốc, cảnh giới hạng hai, trên cơ bản có thể đảm nhiệm tổng kỳ. Chương Bích cuốn quyết trả lời. À, ta còn tưởng rằng cẩm y vệ các ngươi thăng chức, toàn bộ dựa vào tiền dùng sức. Vi Tiểu Bảo cười lạnh một tiếng, lại nói. Được rồi, tạp gia mệt mỏi, các ngươi đi xuống đi. Vâng, xưởng đốc. Cẩm y vệ đô chỉ huy sứ chương bích từ đông xưởng đi ra, cảm thấy gió thổi qua, lại bất giác chiến tranh lạnh, hắn thế mới biết mình vừa rồi kinh hách ra một thân mồ hôi. Chương 6 Đối với ta vi tiểu bảo đại ca, muốn cung kính. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đêm đó, thẩm ngôn đang chuẩn bị ông bốn ngàn lượng ngân phiếu của hắn đi ngủ. Ngoài cửa, truyền đến một trận tiếng gõ cửa. Ai? Thẩm ngôn lập tức cảnh giác quát, Tú Xuân Đao bên cạnh cũng bị hắn cầm trong tay. Hắn bây giờ có được một khoản tiền lớn, đặc biệt cẩn thận. Ta, lão cao. Ngoài cửa vang lên một thanh âm quen thuộc. Sau khi nghe được thanh âm của Cao Dũng, thẩm ngôn rốt cục thở dài một hơi. Cao đại ca, sao trễ thế này, xảy ra chuyện gì sao? Thẩm ngôn mở cửa, thấy Cao Dũng thần sắc quể oải, vẻ mặt bi phẫn, trong tay còn mang theo mấy vò rượu cùng vài món nhắm rượu. Ai? Cái gì cũng không nói, đến bồi lão ca uống rượu. Nói xong, liền mở ra một vò rượu, rầm rầm rót lên. Thẩm ngôn cũng không hỏi nhiều nữa, hắn đoán chắc là chuyện tiểu kỳ bị ngâm nước nóng. Quả nhiên, còn chưa uống được mấy ngụm, Cao Dũng đã tự mình nói ra. Lão tử ở cẩm y vệ, tân tân khổ sở hơn 10 năm, muốn công tích có công trạng, muốn tư lịch có tư lịch, muốn năng lực có năng lực, chính là không có ngân lượng hiếu kính. Cho tới bây giờ, con mẹ nó tôi vẫn là một giáo úy. Thẩm ngôn thở dài, vỗ vỗ vai hắn, hắn cũng không biết an ủi lão ca này như thế nào. Bởi vì hắn không hiểu được nỗi đau của đối phương. Ta đêm nay cùng nhạc phụ đi bách hộ đại nhân nơi đó tặng lễ ngươi đoán người ta nói cái gì không đủ con mẹ nó ba trăm lượng cũng không đủ người ta muốn sáu trăm lượng nói mới có thể ba trăm lượng cơ hội không lớn cao dũng rít gào phát tiết bất mãn trong lòng hắn không biết ta lấy ra ba trăm lượng trong đó còn có ta tìm sòng bạc mượn hơn một trăm lượng cho vay nặng lãi lúc này cao dũng lại mãnh liệt uống một ngụm sau đó một đầu ngã xuống đất sau khi thẩm ngôn thu dọn xong cảm thán một tiếng đây chính là cuộc sống tầng dưới chót không có thực lực ở người ngoài xem ra bọn họ có lẽ là hoành hành vô kỵ bá đạo cẩm y vệ nhưng ở những đại nhân vật kia trong mắt bọn họ kỳ thật chó má cũng không phải chuyện cao dũng cũng càng kiên định quyết tâm nâng cao thực lực của thẩm ngôn sáng sớm hôm sau cao dũng đã khôi phục tiêu sái ngày xưa hắn xấu hổ xoa xoa đầu huynh đệ xin lỗi để cho ngươi bận rộn một đêm còn để cho ngươi nghe ta lãi nhãi một đêm là huynh đệ thì đừng nói như vậy thẩm ngôn cười nói sau đó hắn lấy ra một xấp ngân phiếu đây là ba ngàn lượng lại đi thử xem tiểu kỳ ta không cần trực tiếp mưu chức vị tổng kỳ sau khi nhìn thấy nhiều ngân phiếu như vậy cao dũng liền bối rối em nói thẩm ngôn anh sẽ không đi nói cái gì vậy đây là ngày hôm qua tôi đi sòng bạc thắng vận khí tốt thẩm ngôn nhìn sắc mặt đột nhiên thay đổi của cao dũng vội nói kỳ thật tôi chỉ đi hỏi thăm một chút về dịp cô thành liền chơi hai ván huynh đệ nghe lão ca khuyên một tiếng đồ chơi này không dính được có thể làm cho ngươi cửa nát nhà tan cao dũng lần nữa cảnh cáo yên tâm thẩm ngôn cười cười cam đoan nói ngân phiếu này ngươi cầm đi không được chức vị đêm qua hẳn là đều định tốt rồi Cao Dũng lắc đầu. Hơn nữa, ta cũng hết hy vọng, cứ như vậy qua cả đời đi, chỉ cần bình an là được. Cao Dũng mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng thẩm ngôn sao có thể không nghe ra hắn không cam lòng. Ngươi không phải rất thích trạch viện như tiểu thiếp vương tiêu đầu sao? Số tiền này không đủ mua một chỗ. Cao Dũng nói sang chuyện khác. Hôm nào lại để tẩu tử ngươi giới thiệu cho ngươi một người vợ, lập gia đình sớm một chút tiết kiệm buổi tối tinh lực quá vượng, đi ra ngoài đi dạo. Chủ ý mua nhà không tồi. Cưới vợ thì thôi. Thẩm ngôn cười cười. Điều kiện của ta quá cao. Ha ha, chẳng lẽ ngươi còn muốn làm phò mã hay sao? Cao Dũng cho hắn một quyền. Đi, điểm mão đi. Gì, yêu bài của ngươi đâu? Lúc này, Cao Dũng ngưng trọng nhìn thẩm ngôn. Đêm qua, cho một người bạn mượn, sợ trên đường gặp phải nguy hiểm gì thẩm ngôn điềm nhiên cười nói thẩm ngôn ngươi ngu xuẩn a à, đó là yêu bài của cẩm y vệ ngươi hồ bằng cẩu hữu gì cũng cho hắn mượn sao nếu tổng kỳ đại nhân biết hoặc là bằng hữu kia của ngươi cầm đi làm hoạt động trái pháp luật người chính là có chính cái đầu cũng không đủ chém a à, cao dũng giận giữ trách cứ tiểu vi tử không phải loại người đó các ngươi là bạn đánh bạc à quen biết đánh bạc ngươi cho rằng nơi đó có bao nhiêu người giảng nghĩa khí xem ra thương thế của ngươi vẫn chưa hoàn toàn tốt sai lầm trọng đại như vậy ngươi đều sẽ phạm được rồi cao đại ca người ta nói không chừng đã ở cửa vệ sở chờ ta cái tên tiểu vi tử chó má kia nếu có thể đem yêu bài đưa tới ta với ngươi ta gọi ngươi là đại ca đông thành cẩm y vệ vệ lục sở khi thẩm ngôn cao dũng hai người vừa đi tới cửa phòng vệ sinh một gã sai vặt mặc một thân áo xám liền chạy tới ngài là thẩm ngôn thẩm đại nhân phải không thẩm ngôn gật đầu cười cô là hạ nhân của tiểu vi tử gã sai vặt kia nghe được câu này thiếu chút nữa bị dọa ra hồn chân mềm nhũng thiếu chút nữa té ngã thẩm đại nhân ngài yêu bài của ngài nói xong liền chạy như bay hạ nhân tiểu vi tử này thật thú vị thấy cẩm y vệ lại bị dọa thành như vậy. Thẩm ngôn cười cười, sau đó chuyển hướng cao dũng. Ngươi nói, có phải hay không? Tiểu cao tử. Ngươi vẫn nên gọi ta là tiểu dũng tử đi, đại ca. Cao dũng trừng mắt nhìn hắn, lớn tiếng nói. Đông xưởng. Vi tiểu bảo nghe tiểu thái giám run rẩy một năm một mười báo cáo. Khi nghe được ba chữ tiểu vi tử, trên mặt hắn vui như nở hoa, hai tay thậm chí vỗ tay thú vị, thú vị, ta thậm chí chờ mong một khắc khi hắn biết thân phận của ta. Trên đời này, vốn chỉ có ba người dám gọi hắn là tiểu vi tử. Một người là ông nội nuôi của hắn, một người là hoàng đế, một người là mẹ hắn, hiện tại lại có thêm một người. Cười to xong, vi tiểu bảo lại nhìn về phía tiểu thái giám đang quỳ trên mặt đất trung lẫy bẫy. Đi lĩnh hai mươi đình trượng, trừng phạt ngươi chậm trễ đại ca ta, không biết lễ nghĩa gì đó cảm ơn xưởng đốc ân thưởng. Cẩm y vệ, đông thành vệ sở. Bốn tổng kỳ, tám tiểu kỳ, hơn trăm giáo úy nôn nóng bất an chờ đợi bách hộ đại nhân đến. Bởi vì hôm nay là ngày chuyển công tác ba năm một lần. Thẩm ngôn quan sát bốn phía một chút, vừa có người vui mừng nhướng mày, đồng thời cũng có người ủ rũ, tâm như cho tàn. Từ đây cũng có thể nhìn ra, ai sẽ lên chức, ai sẽ xuống đài, nhìn một cái không sót. Cao đại ca, bách hộ đại nhân này sao còn chưa tới? Mau tuyên bố, mau giải tán. Thẩm ngôn thấp giọng nói. Nói nhỏ một chút, đại ca. Cao Dũng bên cạnh nhắc nhở hắn. Ta nói đùa thôi, ngươi còn tưởng thật sao, tiểu cao tử. Đúng vậy, đại ca. PS. Xin ủng hộ một chút tác giả quân, để cho tác giả quân càng có động lực, càng có kích tình. Hoa tươi, phiếu đánh giá, vẽ tháng nha đều là khích lệ đối với tác giả quân. Chương 7 Cẩm y vệ, 3 năm một lần lên chức đại hội. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Cẩm y vệ bắt trấn phủ ti, ngoài đại điện. Thiên hộ cẩm y vệ cao cao tại thượng, lúc này cung kính quỳ gối ngoài điện, không dám nhúc nhích. Cẩm y vệ đô chỉ huy sứ, đồng tri, trấn phủ sứ ba cái đại lão, đã ở phòng nghị sự thương nghị gần nửa ngày. Đây nhất định là xảy ra vấn đề lớn có thể làm cho cẩm y vệ ba cái đại lão đồng thời ra mặt, đây tuyệt đối là xảy ra vấn đề lớn. Phong nghị sự Trưởng quan tối cao cẩm y vệ chỉ huy sứ Chương Bích, chỉ huy đồng tri lưu trường Khanh, bắt trấn phủ ti trấn phủ sứ Tống Kiện. Vậy chức vị của thẩm ngôn cứ như vậy định rồi. Vâng, chỉ huy sứ đại nhân, như vậy vừa cho xưởng đốc vi công công mặt mũi, lại có thể bảo trụ một ít thể diện của cẩm y vệ chúng ta. Kỳ thật, ai cũng biết, tuy nói cẩm y vệ cùng đông sưởng đều là thân tín của hoàng đế nhưng cẩm y vệ hiện tại không thể nở mày nở mặt hơn trước đông sưởng sớm đã là cơ cấu mà hoàng đế tín nhiệm nhất đông sưởng sưởng đốc vi tiểu bảo thường xuyên có thể nhìn thấy hoàng đế càng là bên cạnh hắn đại hồng nhân hơn nữa tên kia làm việc thập phần cường thế lại âm hiểm xảo trá nếu là bởi vì chút chuyện nhỏ này đắc tội hắn chỉ huy sứ trương bích thật sự không muốn nhưng cũng bởi vì Vi Tiểu Bảo nói một câu, liền cho thẩm ngôn kia một cái chức vị ngàn hộ, chẳng những sẽ khiến cho mấy ngàn cẩm y vệ bất mãn, đồng thời, văn võ bá quan càng sẽ chướng mắt hắn chương bích. Đại đa số bọn họ khổ sở cả đời, ngay cả tổng kỳ cũng không tới. Mà thẩm ngôn kia mới 17 tuổi đã có thể nhận được chức phó thiên hộ rồi. Trấn phủ sứ Tống Kiện cau mày nói. Chỉ huy đồng tri luôn luôn túc trí đa mưu, vuốt vuốt chòm râu, tìm ra một phần tài liệu cổ xưa. Cái này ta đã sớm chuẩn bị xong. Nói xong, liền đem phần tài liệu kia đưa cho trấn phủ sứ Tống Kiện. Sau khi Tống Kiện xem xong, khiếp sợ không thôi. Đại nhân, như vậy có thích hợp không? Đương nhiên thích hợp, như vậy huynh đệ Cẩm Y vệ cũng sẽ không nói thêm gì. Văn võ bá quan cũng chỉ nói Cẩm Y vệ chúng ta biết người biết việc, trọng dụng trung lương. Đồng thời lại có thể kéo vào quan hệ giữa cẩm y vệ và phủ anh quốc công chỉ huy sứ cẩm y vệ chương bích bắt trấn phủ ti trấn phủ sứ tống kiện sau khi nghe xong hai mắt đều lóe sáng khen ngợi không thôi kế sách này thật hay à đồng tri đại nhân không hổ là trí đa tin của cẩm y vệ ta được cứ làm theo phương pháp này đông thành cẩm y vệ vệ lục sở bốn cái tổng kỳ tám cái tiểu kỳ hơn một trăm cái giáo úy đã ước chừng đợi hơn một canh giờ. Nhưng không ai dám đi lại, càng không dám châu đầu ghé tai. Bởi vì thời gian chờ đợi càng dài, cũng biểu thị chuyện phát sinh càng lớn. Tất cả cẩm y vệ của vệ luật sở đều bắt đầu thấp thỏm bất an, âm thầm suy đoán đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Xa xa rốt cục truyền đến một trận dục ngựa chạy như điên. Bách hộ đại nhân đã trở lại. Trong lòng mọi người đồng thời dân lên ý nghĩ này. Kim Bách Hộ vẻ mặt ngang ngược, thô kệch, nói năng thận trọng, dưới sự ân cần nâng đỡ của một tổng kỳ, xuống ngựa. Anh đứng trên bàn, hắn giọng. Cẩn tuân thánh dụ, cẩm y vệ ba năm một lần điều chức, hôm nay lần này có biến động trọng đại. Nói xong, ánh mắt thật nhỏ của hắn, bất giác nhìn về phía thẩm ngôn ở góc khuất, trong mắt còn xen lẫn một tia ý cười thân thiện. Sau khi thẩm ngôn nhìn thấy ánh mắt kia, chọc chọc cao dũng phía trước, Cao đại ca, bách hộ nhìn huynh rồi, hẳn là có cơ hội. Cao Dũng nắm chặt kích động nắm đấm, cực lực đè nén thanh âm của mình. Đại ca, ngươi đừng nói giỡn, ta như thế nào không thấy được bách hộ đại nhân nhìn ta đâu này. Si, còn giả bộ. Nhìn bộ dáng kích động của ngươi kìa. Trên đài, vị kim bách hộ kia rốt cục bắt đầu đọc danh sách. Bốn tổng kỳ. Theo thứ tự là bùi nghị, mã chấn, tám lá cờ nhỏ, theo thứ tự là Trương Hải, Đinh Bằng. Khi đọc đến chức vị tiểu kỳ, thân thể Cao Dũng cũng sắp trung rẩy, cái loại khác cầu cùng hy dực này, thật sự làm cho hắn trấn định không được. Hắn rất hy vọng có thể nghe được tên của mình a à, đáng tiếc, tổng cộng 8 cái tiểu kỳ, đến cái thứ bảy còn không có nghe được tên của mình. Thần sắc Cao Dũng tái nhợt, tâm như tro tàn. 300 lượng quả nhiên cơ hội không lớn. Anh tự dễu cười. Ai biết, đúng lúc này. Kim Bách hộ đột nhiên nói. Tiểu Kỳ thứ 8, Cao Dũng. Thẩm Ngôn sau khi nghe được cái tên kia, đầu tiên là cả kinh, sau đó đẩy Cao Dũng phía trước một cái, thật lòng cao hứng thay hắn nói. Cao đại ca, anh là tiểu kỳ, anh là tiểu kỳ. Cao Dũng thật là như mộng như ảo, trong miệng thì thào. Ta là tiểu kỳ, tiểu kỳ, 16 năm, ta rốt cục thành tiểu kỳ nếu không có hơn trăm người nhìn hắn cao dũng thật muốn hảo hảo khóc trống một hồi cao đại ca bách hộ cho huynh đi lĩnh tiểu kỳ quan bào cùng yêu bài mau lên đi thẩm ngôn cười đẩy hắn một cái sau đó cao dũng lúc này mới từ trong mừng như điên khôi phục một chút run rẩy đi lên đài lĩnh qua quan bào mới sau khi yêu bài tinh thần hắn đã hoảng hốt cao đại ca tỉnh rồi thẩm ngôn đẩy đẩy Cao Dũng đang cực kỳ kích động nói. Làm gì, tiểu lão đệ? Cao Dũng xoay người, trên mặt mang theo ý cười. Một hồi ngươi chọn người thời điểm, chọn nhân phẩm tốt, võ công tu vi ngược lại là thứ yếu, điều kiện hàng đầu nhân phẩm phải vượt qua thử thách. Thẩm ngôn cho Cao Dũng đề nghị nói. Một lá cờ nhỏ, có thể có được 12 giáo úy cấp dưới. Lão đệ, ngươi chính là ta. Lão đệ của Cao Tiểu Kỳ, có thể nói chính là phó tiểu kỳ tiểu kỳ này của chúng ta ngoại trừ ta ngươi định đoạt cao dũng lúc này đã hăng hái chỉ điểm giang sơn trên đài vị kim bách hộ kia nhìn đám cẩm y vệ náo nhiệt nhẹ giọng ho khan nhất thời toàn bộ vệ sở lại yên tĩnh ha ha vừa rồi tổng kỳ danh sách tiểu kỳ đã tuyên bố xong chờ một lát thiên hộ đại nhân sẽ đến tuyên bố một chuyện trọng đại hy vọng mọi người nhất định phải làm cho thiên hộ đại nhân cảm thấy nhiệt tình của vệ lục sở chúng ta nghe bách hộ đại nhân nói xong hơn một trăm cẩm y vệ ở đây lập tức sợ ngay người đây rốt cuộc đã xảy ra đại sự gì lại để cho đông thành vệ sở ngàn hộ đại nhân đều tới không đợi cẩm y vệ kịp phản ứng bên ngoài đã vang lên tiếng ngựa chạy như bay sau đó vẻ mặt uy nghiêm thiên hộ đại nhân cao lớn ở dưới một đám người vây quanh đi tới đài cao dưới sự dẫn dắt của kim bách hộ hơn 100 cẩm y vệ của vệ luật sở hành lễ vấn an thiên hộ đại nhân chật chật đây là thiên hộ đại nhân thật uy phong thẩm ngôn cảm thán nói kim bách hộ vừa rồi còn tám mặt uy phong nói năng thận trọng lúc này ở trước mặt thiên hộ đã là vẻ mặt tươi cười công người muốn nịnh nọt cỡ nào có nịnh nọt cỡ nào ts chứng kiến mọi người bỏ phiếu phiếu rất là kích động hy vọng tiếp tục cổ vũ, nhiều cho mọi người nhiều càng chút, xem cũng càng sảng khoái một ít. Chương 8 Thăng liền năm cấp, quan đến Phó Thiên Hộ, cầu Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Từ trò hề nịnh nọt của Cẩm Y Vệ Kim Bách Hộ, thẩm ngôn nhìn ra đẳng cấp của Cẩm Y Vệ Sâm Nghiêm. Đồng thời, mặt khác hắn cũng tự hồ hiểu được, vì sao đường đường Cẩm Y Vệ vẫn bị đông xưởng áp một đầu. Bởi vì, ở Cẩm Y Vệ bên trong, có quá nhiều quá nhiều vô năng hạng người, chấp chưởng quyền bính. Căn cứ chỉ huy sứ đại nhân, chỉ huy đồng tri đại nhân, trấn phủ sứ đại nhân tổng hợp kiểm tra đánh giá, hiện bổ nhiệm đông thành vệ lục sở, giáo úy trầm ngôn làm cẩm y vệ phó thiên hộ. Nghe đến đó, đông thành vệ lục sở, vô luận là giáo úy, hay là tiểu kỳ, tổng kỳ, bách hộ, con ngươi đều nhanh trừng ra. Thẩm ngôn Đây rốt cuộc là chuyện gì? hắn làm sao có thể từ hiệu úy trực tiếp chạy tới chức phó thiên hộ chứ? Thẩm ngôn là ai? Chúng ta bảo vệ tất cả người này sao? Khụ khụ, chẳng lẽ là Thẩm ngôn bị khinh bị trước kia? Không phải là trùng danh đi, hắn thực lực thấp kém, không có bối cảnh, không có năng lực, làm tiểu kỳ cũng làm không được, làm sao có thể thăng chức phó thiên hộ? Nhất định là nhầm chỗ nào đó, hoặc là trùng tên. Vô luận là giáo úy, hay là tiểu kỳ, tổng kỳ đều là một bộ kinh hải không hiểu, thần sắc không thể tin được. Đừng nói bọn họ, thẩm ngôn và cao dũng đều bối rối. Cao đại ca, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tôi. Tôi cũng không biết. Thẩm ngôn, không, thẩm thiên hộ, cậu xuất thân hào môn phải không? Xuống đây thể nghiệm cuộc sống rồi à? Tôi cảm thấy có thể là trùng tên. Thẩm ngôn gật đầu, nghiêm túc nói. Lúc này, vị thiên hộ đại nhân uy nghiêm trên đài kia, vẻ mặt lộ ra nụ cười ấm áp, dưới sự chỉ dẫn của vị kim bách hộ mập mạp kia, nhìn về phía thẩm ngôn. Thẩm thiên hộ, sao anh còn đứng đó? Đến đây. Thiên hộ đại nhân luôn uy nghiêm sắc bén, lúc này tươi cười vô cùng ấm áp, hướng về phía thẩm ngôn hô. Kim bách hộ mập mạp chung quy là lão bánh quậy trải qua 20 năm quan trường, chỉ thấy hắn con ngươi vừa chuyển, đã là từ trên đài nhảy xuống, một đường chạy chậm, đi tới trước mặt thẩm ngôn. Cuối người, nịnh nọc vương tay, đỡ cánh tay thẩm ngôn. Thẩm thiên hộ, ngài cẩn thận dưới chân. Tất cả cẩm y vệ của vệ lục sở, nhìn một màn này, thoáng như nằm mơ, không thể tin được, bách hộ đại nhân luôn luôn bá đạo, nói năng thận trọng, đi đường đều thở hồng hộc của bọn họ, lại cũng có thể linh hoạt như thế. Thẩm ngôn vẫn ở trong mộng bức. Chết tiệt, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? sao lại đột nhiên thăng chức phó thiên hộ chẳng lẽ bọn họ nhìn ra vương bá khí ta che giấu đương nhiên đây chỉ là thẩm ngôn tự trêu chọc mình thẩm thiên hộ nghe bổn thiên hộ nói tỉ mỉ cho các ngươi vị liễu thiên hộ kia chắp tay với thẩm ngôn sau đó lấy ra một xấp tin tức thân phận cũ kỹ thẩm ngôn phụ thân thẩm mặt từng đảm nhiệm bút thiếp của tây thành vệ nhị sở tổ phụ thẩm khánh chi thân tàn công danh ở chợ cả đời đạm bạc minh chí, chưa xuất sĩ. Ông cố thẩm toàn chi, từng ở võ uy 23 năm, theo anh quốc công Bắc Chinh, dũng mãnh thiện chiến, nhiều lần lập kỳ công, từng dẫn 500 kỵ binh, đánh lui 20.000 di địch đại quân vây công ở Hồ Châu. Năm sau, đơn thương độc mã, giúp anh quốc công đột phá vòng vây, kiệt sức bỏ mình. Võ uy 24 năm, anh quốc công toàn thắng, tiên đế khao thưởng ngàn vạn tướng sĩ, truy phong thẩm toàn chi cẩm y vệ thiên hộ chức. Nghe xong thiên hộ liễu đại nhân tự thuật, giáo úy dưới đài, tiểu kỳ, tổng kỳ đều chấn kinh. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, thẩm ngôn lại xuất thân sau danh môn, hơn nữa, còn có quan hệ sâu xa với anh quốc công đời trước. Khó trách trong lúc bất chợt trực tiếp lũi năm cấp, trực tiếp phó thiên hộ, tiểu tử này thật sự là hảo mệnh A. À. Nhất thời, hơn trăm người đều lộ ra thần sắc hâm mộ, ghen tị. Tiểu tử này hiện tại mới 17 tuổi nếu là tương lai không có gì ngoại ý muốn, nói không chừng còn có thể làm được cẩm y vệ cao nhất chỉ huy sứ cũng nói không chừng. Phải biết rằng tiểu tử này hiện tại có quan hệ với phủ Anh quốc công. Giá trị con người tăng gấp bội. Anh quốc là ai? Đây chính là có quyền thế nhất, hoàng đế tín nhiệm nhất quân đội thống soái tối cao, nắm giữ hoàn thành, ngoại thành, cùng với xung quanh 20 vạn tinh nhuệ đại quân, bảo vệ chung quanh toàn bộ kinh thành. Các đời Anh quốc công, đều kim chức trách này chưa bao giờ thay đổi từ đó cũng có thể thấy được sự tín nhiệm của hoàng đế đối với các đời anh quốc công thẩm thiên hộ thẩm thiên hộ lúc này liễu thiên hộ ở đông thành vệ sở tiến lên đánh thức thẩm ngôn đang trong mộng trấn phủ sứ tống đại nhân của bắc trấn phủ ti chúng ta buổi chiều muốn hẹn gặp ngươi mong rằng đến lúc đó ngươi đừng quên liễu thiên hộ cười dặn dò được liễu thiên hộ đa tạ thẩm ngôn cười cười chờ ngươi xong việc buổi tối tất cả bách hộ đông thành về sở chuẩn bị chúc mừng ngươi một chút ngươi cũng đừng quên a à. sau đó liễu thiên hộ liền cùng mọi người cáo biệt mà đi sau khi vị liễu thiên hộ kia đi rồi cả vệ lục sở cực kỳ yên tĩnh thiên hộ đại nhân ngài hay là nói với các huynh đệ hai câu kim bách hộ không lưng đứng ở một bên nịnh nọt nói với thẩm ngôn thẩm ngôn làm sao có tâm tình này, hắn khoát tay. Để các tiểu kỳ chọn đội viên của mình đi. Vâng, thiên hộ đại nhân. Kim Bách Hộ ho nhẹ một tiếng, lại khôi phục uy nghiêm ngày xưa. Tuân lệnh thẩm thiên hộ, các tiểu kỳ bắt đầu chọn giáo úy của tiểu đội mình. Vâng. Giáo úy phía dưới, tiểu kỳ, tổng kỳ không người đáp. Kim Bách Hộ mập mạp bưng mấy bộ quan bào ngàn hộ cẩm y vệ mới tin, không lưng, đi tới trước mặt thẩm ngôn thiên hộ đại nhân, ti chức thay quan phục cho ngài đi, ngài hiện tại đã là thiên hộ, buổi chiều còn phải đi bái kiến trấn phủ sứ đại nhân, phải thay trước a. Vì kim bách hộ này thấp giọng nhắc nhở. Thẩm ngôn nhìn bộ quan bào ngũ phẩm thiên hộ phức tạp, gật đầu. Tốt, vậy làm phiền bách hộ đại nhân rồi. Thiên hộ đại nhân nói đùa, ngài gọi ti chức kim mập mạp là được, ti chức thích xưng hô này. Hầu hạ ngài, đây là vinh hạnh của ti chức. Kim Mập Mập lại nịnh nọt cười nói, thật đúng là lộ ra bộ dáng thù sủng nhược kinh. Lúc này, thẩm ngôn cũng rốt cục hiểu được vì sao Kim Mập Mập này tư chất cùng năng lực bình thường lại có thể một bước lên mây. Cao Dũng phía dưới, lúc này bị một đám giáo úy vây quanh. Cao Tiểu Kỳ, chọn ta đi, hai nhà chúng ta là thế giao A. À? Cao Đại Ca, chọn em, em có thể chịu khổ, rất có thể đánh, cả vệ lục sở đều biết. Cao Gia, chọn ta, chọn ta ta nhất định sẽ hảo hảo cảm kích ngươi đại bộ phận giáo úy sở vệ lục tranh nhau tự đề cử mình với cao dũng bọn họ sâu sắc biết quan hệ giữa cao dũng và thẩm ngôn là tân quý có thể đoán trước chỉ cần trở thành thành viên tiểu đội cao dũng như vậy cũng sẽ trở thành tâm phúc của ngàn hộ thẩm ngôn này có chỗ dựa lớn như vậy bọn họ muốn không một bước lên mây cũng khó lúc này cao dũng mặc dù chỉ là một tiểu kỳ hắn cảm nhận được cảm giác làm đại nhân vật. Từ tổng kỳ, cho tới giáo úy, lúc nhìn về phía hắn, mỗi người đều lộ ra nụ cười đáng yêu dễ gần. Bất quá, Cao Dũng biết, cũng không phải là mình có nhiều bản lĩnh, mà là bởi vì hắn hiện tại có một chỗ dựa vững chắc. Chương 9 Vương Ngữ Yên Biểu ca, xin tự trọng, cầu tươi. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Một khắc đồng hồ sau, Cao Dũng liền đem đội viên dưới trướng mình chọn lựa tốt. Hắn ở vệ lục sở hơn 10 năm, đối với giáo úy nào không biết. Vô luận là tính nết hay là võ nghệ, năng lực, hắn rất rõ ràng. Hôm nay, tiểu lão đệ đã trở thành đại nhân vật, hắn đương nhiên phải cẩn thận hơn một chút. 12 thành viên được lựa chọn, không ai không phải là người có nhân phẩm vượt qua thử thách, năng lực xuất chúng. Hành vi này của hắn tuy rằng làm cho những tiểu kỳ khác tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng không có cách nào, còn phải cười theo. Ai bảo quan hệ giữa người ta và Phó Thiên Hộ Thẩm Đại Nhân đủ cứng trắng chứ? Cao Dũng mang theo 12 giáo úy, ngạo nghệ đứng ở một bên chờ đợi. Sau khi nhìn thấy thẩm ngôn mặt quan bào ngàn hộ cẩm y vệ ngũ phẩm xuất hiện, hắn mang theo một đội giáo úy, lập tức không người ở một bên. Thiên hộ đại nhân, buổi chiều chúng tôi hộ tống ngài đi trấn phủ ti thẩm ngôn lộ ra nụ cười bất đắc dĩ ta nói cao đại ca ngươi như vậy quá đáng đi thiên hộ đại nhân đây là ở nha môn mời gọi chức quan ti chức cao dũng nghiêm mặt nói ngữ khí không thể nghi ngờ được rồi được rồi vậy chúng ta rời khỏi đây thẩm ngôn bất đắc dĩ nói dẫn đầu đi ra khỏi vệ lục sở cung tiễn thiên hộ đại nhân hai người kim bách hộ và phó bách hộ không người thi lễ đợi không nhìn thấy bóng dáng thẩm ngôn kim mập mạp mới lau mồ hôi lạnh trên đầu con mẹ nó hầu hạ tiểu gia này thật mệt mỏi chúc mừng đại nhân chúc mừng đại nhân phó bách hộ cười chúc mừng nói có gì vui chứ kim mập mạp cười nói ngươi nghĩ xem thẩm thiên hộ này bằng vào quan hệ sâu xa với anh quốc công nhất định một bước lên mây hắn là người của chúng ta đi ra ngoài lại từng làm việc dưới tay ngài quan hệ này còn chưa đủ sao chỉ cần ngài giữ vững quan hệ này tin tưởng ngài tiến thêm một bước cũng không nói được kim mập mập nghe xong phó bách hộ phân tích thoải mái cười to không thôi ha ha thật đúng là như thế tốt sau này quan hệ này ta nhất định phải củng cố một chút trên đường phố vô luận là ngũ thành binh mã ti hay là sáu cánh cửa mật thám kinh thành bộ khoái nhìn thấy một cái ngọc thụ lâm phong uy vũ bất phàm thiếu niên thiên hộ sau đều khiếp sợ không thôi, lập tức nhường đường. Cẩm y vệ khi nào thì xuất hiện thiếu niên thiên hộ anh võ như thế? Không biết, nhất định là vị hậu trường cực lớn thiếu gia, nếu không, tuổi còn nhỏ, làm sao có thể thăng chức thiên hộ đây? Không đúng, ta nhìn vị thiên hộ đại nhân kia, cảm giác thập phần quen mặt. Đúng rồi, ta nhớ tới, hắn. Hắn là trầm giáo úy. Thẩm giáo úy. Anh điên rồi sao? Giáo úy trực tiếp lên tới thiên hộ sao. Nhưng tôi có cảm giác, đó chính là thẩm giáo úy. Kyoto, trên đường phố. Trên một chiếc xe ngựa trang trí hoa lệ. Trong xe ngựa, thì nữ áo xanh vén rèm lên, vui mừng mà lại tràn ngập tò mò đánh giá thành phố lớn này. Tiểu thư, ngươi mau nhìn, biểu diễn xiết. Còn có nơi đó, bán đồ trang sức nha, đẹp quá. Còn có nơi đó, đó là một con phố ăn vặt sao. Nơi này còn náo nhiệt hơn cả thành Tô Châu chúng ta. Lúc này, một người phụ nữ trung niên đang đánh xe ngựa, vung roi trong tay một cái, vung lên rèm xe, bóp một tiếng, dọa tiểu thị nữ kia lập tức buông rèm xe xuống. "Tiểu thư, người xem mai cô cô lại khi dễ nô tỳ." Tiểu thị nữ xinh đẹp A à Bích sẵn giọng. Trong xe, thiếu nữ tuyệt sắc như tiên tử trong tranh đi ra, cười khẽ một tiếng. "Ai bảo ngươi bướng bỉnh chứ?" Nơi này là kinh thành, không phải giang nam. Chúng ta được Trương tiểu thư Anh Quốc công mời, cũng không phải tới chơi. Thanh âm tuyệt sắc thiếu nữ, mang theo một tia mềm mại đặc biệt của vùng sông nước giang nam, nghe êm tai đến cực điểm. "Mai cô, cô tìm một tử lâu trước đi, chúng ta ăn cơm xong rồi đi phủ Anh Quốc công, đỡ phải phiền toái Trương tiểu thư." "Vâng, tiểu thư." Trung niên phụ nhân kia theo sau, liền vội vàng xe ngựa hướng trong trí nhớ một cái tử lâu đi đến. Tứ Hải Lâu Đoàn người thẩm ngôn vừa mới chuẩn bị tiến vào tử lâu, chúc mừng một chút. Ai ngờ, lúc này hắn liền nhìn thấy một cổ hoa lệ trên xe ngựa, nhảy xuống một cái xinh đẹp váy xanh thị nữ, sau đó đỡ một cái như thiên tiên một loại tuyệt sắc thiếu nữ, xuống xe ngựa. Thấy vậy, thẩm ngôn lập tức sợ ngay người. Trong đầu của hắn, đã không biết dùng từ gì để hình dung như thế tuyệt mỹ thiếu nữ nàng kia lơ đã ngoái đầu nhìn lại có thể làm thế gian này nam tử nhiệt huyết như sôi tâm thần đều hướng xem bóng lưng chỉ cảm thấy yên hà bao phủ thoáng vào tiên cảnh thân hình thon thả tóc dài xõa vai khúc xạ lại là một loại bầu không khí thuần khiết mà thần thánh một mùi thơm nồng đậm của tinh thần thẩm ngôn chưa bao giờ gặp qua thiếu nữ tuyệt mỹ này nhưng lại có một loại cảm giác quen thuộc tự nhiên đẹp quá kinh thành này từ khi nào lại có tiểu nương tử tuyệt mỹ như vậy một giáo úy cẩm y vệ, bất giác si ngốc nói. Hắn một tiếng này cảm thán lại đưa tới tuyệt mỹ thiếu nữ bên người xinh đẹp tiểu thị nữ hờn dỗi. Hừ, nơi nào cũng có loại vô lại này. A à, bích, đừng vô lễ. Tiểu thư, là bọn họ vô lễ trước, cứ nhìn chầm chằm người, sắp chảy nước miếng rồi. Ánh mắt thẩm ngôn sáng lên, khóe miệng mỉm cười, nghe giọng nói mềm mại của ngô nùng. Hắn đoán được thân phận của đối phương. Đúng lúc này, một ánh mắt ẩn chứa lạnh ý bắn tới, làm thẩm ngôn giật mình. Chẳng biết lúc nào, bên cạnh thiếu nữ tuyệt mỹ kia, xuất hiện một người phụ nữ trung niên, nàng chỉ là nhẹ nhàng thoáng nhìn, liền để cho một đám cẩm y vệ ăn thiệt thòi nhỏ. Ai nha, các lão nương kia thật lợi hại. Một đám giáo úy ông đầu, chỉ cảm thấy một trận đau thấu tim. Bất quá, trong nháy mắt liền biến mất. Nhìn ra được, đối phương cũng biết bọn họ là cẩm y vệ, không muốn gây chuyện làm cẩm y vệ chưa từng chịu thiệt thòi như vậy cao dũng không khỏi quát thiên hộ đại nhân xin cho phép ta bắt được yêu phụ này khiêu khích cẩm y vệ như thế thẩm ngôn vừa lúc có cớ tiếp xúc với đối phương đang lúc hắn chuẩn bị ra lệnh một tiếng đi lên vây quanh đối phương một nam tử tiêu sái mặt thanh sam tay cầm quạt xếp mang theo bốn gia tướng đã từ trong tửu lâu vọt ra biểu muội thật đúng là ngươi a nam tử trẻ tuổi kia nhìn thấy biểu mùi của mình kích động không thôi tiến lên muốn kéo tay thiếu nữ tuyệt mỹ kia ai ngờ lại bị nàng nhẹ nhàng né tránh nam tử áo trắng kia xấu hổ cười một tiếng sau đó bóp một tiếng mở quạt xếp trong tay ra bày ra một tạo hình tự cho là rất tiêu sái biểu mùi chúng ta thật sự là hữu duyên a không ngờ ở kinh thành cách xa vạn dặm cũng có thể gặp được thiếu nữ tuyệt sắc kia tựa hồ cũng rất bất ngờ anh họ sao anh lại ở kinh thành. Lần này, Biểu ca tới kinh thành là muốn. Còn chưa đợi hắn nói ra, một gia tướng nhẹ giọng ho khan một tiếng. "À, lần này tới kinh thành là du lịch mà đến, kiến thức kinh thành phồn hoa." Nam tử áo trắng cười nói. "Biểu muội, ngươi thì sao?" "Giống nhau." Thiếu nữ tuyệt sắc điềm đạm cười. "Đi, Biểu muội, chúng ta lên lầu, Biểu ca cùng ngươi gặp nhau thật đúng là có duyên phận." ta mời ngươi ăn mỹ thực ngon nhất kinh thành. Nam tử áo trắng kia, nói xong lại là hữu ý vô ý muốn kéo tay thiếu nữ tuyệt sắc kia. Cuối cùng, lại bị thiếu nữ kia khéo léo né tránh. Biểu ca, xin tự trọng. Thẩm ngôn nhìn một màn này, hơi kinh hãi. Sao nội dung vở kịch tôi biết lại không giống vậy? Chương 10 Tiểu nhân đông xưởng tần phú quý, bãi kiến thẩm lớn. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio nhìn một màn này thẩm ngôn bối rối sao lại không giống với nội dung vở kịch mà tôi biết chứ thân phận hai bên không thay đổi mộ dung phục lại trở thành chó ngọt mộ dung phục lúc này xấu hổ đến cực điểm biểu muội người đây là thiếu nữ tuyệt sắc kia vẫn là rất thiện lương nhìn thấy biểu huynh quẩn bách như thế thần sắc biến dịu dàng một chút biểu ca ngài hiện tại đã là đại hiệp nổi danh trên giang hồ nhất cử nhất động thế nhân đều chú ý. Là biểu ca lỗ mãn. Bạch y hiệp khách gật đầu. Ai ngờ, đúng lúc này, phía sau thẩm ngôn không biết giáo úy nào, rốt cuộc nhìn không được, lớn tiếng nở nụ cười. Hắn cười, nhất thời, những giáo úy khác cũng cười theo. Ha ha, ngọt chó ngọt chó ngọt, ngọt đến cuối cùng, hai bàn tay trắng. Gâu gâu. Mộ dung phục thấy bị một đám người cười nhạo, lập tức mặt như gan heo, nổi giận, nơi nào còn vừa rồi tao nhã lịch sự. Các ngươi muốn chết. Bốn gia tướng của hắn, cúng quyết giữ chặt, ghé tai thấp giọng nói một câu. Mộ dung phục trốt cục vẫn đè nén lửa giận trong lòng. Đang lúc hắn chuẩn bị tiến vào tử lâu. Thẩm ngôn động đậy, hắn nhẹ nhàng cười, đi tới. Khoan đã, mộ dung phục, ngươi vừa rồi nói cái gì? Một tiếng mộ dung phục này của hắn, bất kể là vương nữ yên hay mộ dung phục, đều rùng mình. Mộ dung phục càng lộ ra thần sắc sợ hãi, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, lại có thể có người nhận ra mình. Chẳng lẽ? Sự tình bại lộ? Không, nếu là bại lộ, tuyệt đối không chỉ có mấy người này. Thẩm ngôn cười nhìn chầm chầm khuôn mặt xấu hổ của mộ dung phục. Rồi sau đó, liền cho hắn bôi son phấn trên mặt tiểu bạch, chính là một cái tác. Ba. Cô tô mộ dung, đúng không? Đánh tôi à, chó ngọt. Thẩm ngôn cười lạnh nói. Ba. Thẩm ngôn lại tác một cái. Lần này, bốn gia tướng phía sau đã phẫn nộ sờ về phía binh khí. Cẩm y vệ tiểu kỳ cao dũng, cùng với một đám cẩm y vệ giáo úy, đều hét lớn một tiếng. Các ngươi muốn mưu phản sao? Mộ dung phục thật đúng là rất có thể ẩn nhẫn, lại đột nhiên ôn hòa lên. Xin lỗi, đại nhân, vừa rồi không biết các ngươi là cẩm y vệ. Nói xong, liền lấy ra một nắm kim đậu tử. Áp chế huynh đệ, xin lỗi. Thẩm ngôn không nghĩ tới, mộ dung phục này lại có được giảng được, trong lòng hắn hận không thể đem chính mình bầm thay vạn đoạn, lại biểu hiện kinh sợ. Nếu không phải hiểu rõ hắn, thật đúng là sẽ bị hắn lần này biểu diễn lừa. Tục ngữ nói, đưa tay không đánh người tươi cười, thẩm ngôn cuối cùng bỏ cuộc. Đồng thời, hắn cũng hiểu được, phải nhanh chóng giết chết mộ dung phục này chẳng những bởi vì cùng nó kết xuống cừu hận, còn có tuyệt học lấy đạo của người trả lại cho người, thật sự quá mê người. Nhưng lấy cảnh giới hiện tại của hắn, tuyệt đối đánh không lại mộ dung phục cùng bốn gia tướng của hắn. Vẫn là nhanh chóng tìm thi thể cao thủ quan trọng hơn. Trong lòng thẩm ngôn cảm thán nói, sau khi mộ dung phục vào tử lâu, vương nữ yên làm sao còn đi vào nữa. Nàng vốn tưởng rằng cẩm y vệ trẻ tuổi này, sau khi chèn ép biểu ca đi, sẽ đi lên dây dưa chính mình đang lúc nàng suy tư ứng đối như thế nào lại phát hiện thiếu niên cẩm y vệ kia đều không để ý tới nàng liền phiêu nhiên rời đi tiểu thư cái này cẩm y vệ đại nhân thật kỳ quái a à, a bích khẽ cười nói ta còn tưởng rằng hắn làm tất cả đều là vì bắt chuyện với ngươi chứ a bích ngươi còn mang theo đồ ăn không có tiểu thư vậy thì ăn trên xe đi vương ngữ yên được cô đỡ lại lên xe ngựa nhưng trong đầu nàng thủy chung hiện ra thiếu niên cẩm y vệ kia cho dù nàng băng tuyết thông minh đến cực điểm cũng đoán không ra cẩm y vệ kia đến tột cùng muốn làm gì bất quá người này thật sự rất bá đạo rất có gan dạ sáng suốt trong tửu lâu mộ dung phục đập vỡ mọi thứ trong phòng tạ muốn hắn chết tạ muốn hắn chết công tử không đành lòng thì loạn đại mưu hàng tính còn có thể nhẫn nhục dưới hán, chỉ cần đại sự chúng ta có thể thành, cái này tính là cái gì? Bao bất đồng khuyên giải an ủi. Ta hận, ngay cả ngữ yên cũng chậm trễ ta như thế, chờ ngày ta phục quốc, ta nhất định rửa sạch sĩ nhục hôm nay. Bao bất đồng cùng mấy đồng bạn nhìn nhau, đều lắc đầu. Bắt trấn phủ ti. Trấn phủ sứ tống kiện, cùng với bốn ngàn hộ thương nghị cái gì đó. Đại nhân, ta cảm thấy phải ra oai phủ đầu thẩm ngôn. Nếu không, cái đuôi của tiểu tử này có thể sẽ vĩnh lên trời. Đúng, trấn phủ sứ đại nhân, Lý Thiên Hộ nói không sai, không thể khách khí với hắn. Tuổi còn nhỏ, leo lên địa vị cao như vậy, là muốn dội cho hắn một ít nước lạnh. Đúng vậy, nhất định phải cho hắn biết tôn ti có thứ tự, trên dưới khác biệt. Đừng ý vào quan hệ của anh quốc công, đến lúc đó không nhìn tôn ti. Trấn Phủ Sứ Tống Kiện nghe xong đề nghị của ba ngàn hộ, gật đầu nói. Chủ ý này không tồi. Một lát nữa, không cần dân trà cho hắn, không cần cho hắn ngồi, để hắn đứng linh huấn là được. Mấy ngàn hộ nghe xong đều cười ha ha. Đúng lúc này, một cẩm y vệ cuốn quyết chạy tới. Trấn Phủ Sứ Đại Nhân, Đông Sưởng Tần Công Công tới. Trấn Phủ Sứ Tống Kiện cùng bốn thiên hộ nghe xong, lập tức đứng lên, sửa sang lại quan bào một chút sau đó vội vàng đi nghênh đón. Tần công công này là hầu hạ đông xưởng đốc vi công công, có thể nói, mỗi lời nói cử chỉ của hắn, đều đại biểu cho vi công công, bọn họ sao dám chậm trễ. Tần công công, có chuyện gì, ngài bảo phái người nói một tiếng là được, còn làm phiền ngài đi một chuyến. Trấn phủ sứ tống kiện nhiệt tình cười nói. Ai ngờ, vì tần công công kia lại hừ lạnh một tiếng, tùy tiện ngồi ở vị trí trấn phủ sứ. Tạp gia nếu không đến, bắt trấn phủ ti các ngươi căn bản sai khiến bất động a à. thấy vị tần công công này lai giả bất thiện trấn phủ sứ cùng hắn bốn ngàn hộ cũng không dám lên tiếng cùng lúc đó thẩm ngôn cũng chạy tới nha môn phủ ti bắt trấn các ngươi không cần chờ ở đây ta cũng không biết khi nào đi ra thẩm ngôn cười nói đồng thời lấy ra một nắm hạt đậu vàng đưa cho cao dũng cười nói các ngươi hộ tống có công thưởng cho các ngươi tạ thiên hộ đại nhân ân thưởng có thứ này chúng ta chờ vài ngày cũng không sao cao dũng cười nói cũng không có khách khí trực tiếp bắt tới hắn cũng biết thân gia của thẩm ngôn không cần phí công không cần tô ngôn mặc quan bạo ngàn hộ dọc theo đường đi thông suốt dưới sự hâm mộ của một đám cẩm y vệ đi vào đại điện của bắc trấn phủ ti một tiểu kỳ cẩm y vệ vừa định ngăn cản cũng đã không còn kịp rồi thẩm ngôn sau khi đi vào liền nhìn thấy ở trấn phủ sứ vị trí thượng lại ngồi một cái thanh niên thái giám chẳng lẽ đây chính là đốc công xưởng đông vi tiểu bảo cái giá thật lớn a à? bắt trấn phủ ti đông thành phó thiên hộ thẩm ngôn bái kiến các vị đại nhân bắt trấn phủ ti trấn phủ sứ cùng với bốn ngàn hộ thấy là thẩm ngôn đến liền quát hắn thẩm ngôn còn không tới bái kiến tần công công đông xưởng ai ngờ vị tần công công kia nghe được hai chữ trầm ngôn, lập tức từ vị trí trấn phủ sứ lăn xuống. Tiểu đông xưởng tần phú quý, ra mắt thẩm đại nhân.